Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Kiên Xe Đạp, một kênh chuyên review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Trong video ngày hôm nay em xin giới thiệu đến các bác mẫu xe Giant, xe Touring Giant XK1 phiên bản 2019, được trang bị bộ đề Alivio và cặp đĩa Antus. Xe rất mới, đồ nhập khẩu nguyên chiếc, nguyên bản chính hãng, đồ zin 100%, khung nhôm, màu sơn rất là đẹp, màu xanh, sơn xe các thứ là còn rất là mới. Hầu như là không có một vết xước nhỏ là đáng kể. Đan đúc kép phiên bản 2019 đề Alivio, hơn hẳn bộ đề của 2020 là 2020 chỉ sử dụng bộ đề của Tourney thôi, còn phiên bản 2019 này là được dùng Shimano, Alivio và Acera. Phanh dầu Shimano, nguyên zin Giant, bánh 700C, rất nhiều bác hỏi em về cái giá bán của chiếc xe là bao nhiêu, thì các bác em đã đề ngay ở cái chỗ tiêu đề, là các bác ấn mũi tên trỏ xuống vào là cái giá em đã đề đây luôn này. Còn nếu mà em không đề giá thì tức là xe đã bán. Cái thứ hai là một số bác bảo là không thấy YouTube gửi thông báo khi mà em đưa lên xem xe mới lên trên kênh ấy, thì các bác ấn cho em cái chữ đăng ký, chọn ấn chuông, chọn tất cả đấy, thì nó sẽ gửi tất cả các cái thông báo khi nào bên em cứ có xe nào đăng lên trên kênh thì nó sẽ gửi cho các bác vào thông điện thoại nhá. Bây giờ em sẽ vào đo size và test chuyển động chiếc xe để cho các bác xem. Size của chiếc xe từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 44 cm, từ khóa cọc yên đến tâm cổ phốt là 54 cm. Và chiếc xe sẽ phù hợp cho các bác từ khoảng 1m61-62 đến 7m72 đi là phù hợp. Chiếc xe rất là nhẹ nhàng. Chiếc xe đang bán bên em với mức giá là 9,5 triệu bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết tiền. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình và ấn nút chuông để nhận được thông báo những chiếc xe mới nhất được đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác ở những video lần sau.